Vừa qua, Đoàn Chư Tôn Giáo Phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo thành phố Điện Biên đã đến thăm hỏi tặng quà cho 8 gia đình thương binh liệt sĩ tại thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, thị xã Mường Lay nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đây là hoạt động thường niên thể hiện tinh thần tri ân báo ân của những người con Phật. Trước đó, Chư Tôn Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ A1 Điện Biên Phủ. Tại đây, đoàn đã tụng kinh cầu siêu và thắp nén hương từng mộ các liệt sĩ. Dịp này, Chư Tôn Đức còn thắp nén tri ân, ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nghĩa lớn và giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân báo ân cho thế hệ ngày hôm nay. Chiều qua ngày 24 tháng 7, tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh Ninh Bình, huyện Hoa Lư, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh kết hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh trang nghiêm tổ chức lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Sau phần nghi lễ, Chư Tôn Đức cùng quý đại biểu dâng hương, tụng kinh và hồi hướng anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát. Đặc biệt, 1.000 hoa đăng đã được xếp thành hình quốc kỳ, thể hiện tinh thần tri ân những anh hùng đã hy sinh vì độc lập tự do dân tộc. Còn tại tỉnh Hà Tĩnh, sáng hôm nay ngày 25 tháng 7, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã cử hành lễ cầu siêu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn trong các cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước tại nghĩa trang liệt sĩ núi Nai, thành phố Hà Tĩnh. Tại đây, Chư Tôn Đức cùng quý khách mời đã tụng kinh cầu siêu, thắp hương tri ân, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, biết ơn những công lao hy sinh của người đi trước. Trong khi đó tại Quảng Bình, tại nghĩa trang huyện Minh Hóa, lễ cầu siêu anh hùng liệt sĩ do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức cũng đã long trọng diễn ra. Nghĩa trang huyện Minh Hóa hiện là nơi yên nghỉ của 350 liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tặng quà các hộ gia đình khó khăn, hỗ trợ suất ăn cho các bệnh nhân, tặng xe đạp đến các em học sinh nghèo với tổng kinh phí 560 triệu đồng. Đại dịch Covid-19 đi qua đã để lại biết bao mất mát, đau thương và những khó khăn chồng chất. Những nỗi đau, những giọt nước mắt vẫn nén trong tim người ở lại. Để xoa dịu bớt nỗi đau của những gia đình có người thân đã khuất, Chu Đại Tùng Lâm Hoa Sen, huyện Đa Quai, tỉnh Lâm Đồng thành tâm thông báo đến quý Phật tử, nhân dân gần xa được biết và đăng ký tham dự đại lễ cầu siêu để hồi hướng công đức, nguyện cầu cho các hương linh sớm siêu thoát về nơi cực lạc. Thời gian diễn ra từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 28 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm Nhâm Dần. Quý Phật tử, nhân dân đăng ký cầu siêu được miễn phí toàn bộ chi phí sinh hoạt và cầu siêu. Vui lòng liên hệ qua hotline 0912 120710 hoặc website daitunglamhoasen.vn để đăng ký.